Giai đoạn chuyển mùa, những cơn mưa tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây ra những phiền toái cho gia chủ. Bởi không dưới một lần, các gia chủ cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn do mái tôn gây ra. Vậy giải pháp chống ồn cho mái tôn vào mùa mưa hiệu quả là gì? Hãy để Mygento giải đáp giúp bạn nhé! Chào mừng các bạn tới chương trình chia sẻ kiến thức về ngói lợp và thi công mái của Mygento và tôi là Thu Thủy. Giải pháp đầu tiên để hạn chế tiếng ồn của tôn vào mùa mưa là lợp tôn cách nhiệt chống ồn. Tôn PU ngoài công dụng cách nhiệt hiệu quả mà ai cũng biết thì tôn có khả năng chống ồn, chống cháy rất tốt. Cấu tạo của tôn cách nhiệt gồm 3 lớp. Lớp tôn thường ở vị trí đầu tiên có tác dụng làm mái che và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lớp tôn ngoài cùng được làm từ thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm nên gia tăng khả năng ăn mòn, chống rỉ sét mái tôn. Lớp tôn PU có độ dày khoảng 20mm ở vị trí thứ hai. Lớp tôn này có tác dụng chống ồn, cách âm, cách nhiệt hiệu quả. Và lớp cuối cùng là hợp chất PV trên PVC có tác dụng tăng tính thẩm mỹ. Đây là một sản phẩm được đánh giá rất cao. Chúng kết hợp giữa tôn tĩnh điện với lớp PU. Sơn tĩnh điện rất bền và mịn nên thời gian sử dụng ngoài trời rất bền, không bị oxy hóa. Sản phẩm tôn PU được sử dụng khá phổ biến trong các công trình dân dụng và công nghiệp bởi tính năng chống ồn mái tôn hiệu quả lớn hơn 60%. Khả năng phản xạ tia UV giúp nhiệt độ trong nhà mát hơn. Giá thành rẻ, thời gian lắp đặt nhanh chóng và di chuyển dễ dàng, bảo toàn được nhiệt độ trong nhà, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tiếp theo là tăng cường chống cháy, tiết kiệm xà gồ, độ bền và tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, để chống ồn cho mái tôn vào mùa mưa, bạn có thể dùng tấm lợp chống ồn. Tấm lợp chống ồn cách nhiệt cho mái tôn là vật liệu được sử dụng khá phổ biến trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Sở dĩ tấm lợp chống ồn này được sử dụng nhiều như vậy là do nó có nhiều ưu điểm vượt trội như sau. Đầu tiên là độ bền cao, tuổi thọ lớn, chống ồn cho mái tôn hiệu quả từ 60 đến 70%, cách nhiệt tốt và có thể phản xạ tia UV từ mặt trời, làm nhiệt độ trong nhà mát hơn từ 12 đến 22 độ C. Tiết kiệm chi phí vì tấm lợp có giá thành rẻ và dễ dàng lắp đặt trong thời gian ngắn nên tiết kiệm nhân công. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm trần thạch cao, trần nhựa để chống ồn cho mái tôn vào mùa mưa. Trần thạch cao là loại trần hiện đang rất thịnh hành với những ưu điểm tuyệt vời của nó như đa dạng về mẫu mã, phối màu theo thiết kế hoặc theo ý của gia chủ và chống ồn tốt. Loại trần này đẹp, phẳng, có thể tạo nhiều hoa văn. Trần nhựa là kiểu trần được nhiều gia chủ lựa chọn bởi khả năng chống nóng và chống ồn. Trần nhựa có thể ngăn được 95-97% bức xạ nhiệt từ bên ngoài, hạn chế và ngăn chặn quá trình hấp thụ nhiệt. Trần thạch cao, trần nhựa được xem như lớp cách nhiệt, lớp che mưa thứ cấp, cách âm và quan trọng hơn là màng lọc các tia có hại. Không những thế, trần giả còn có tác dụng thẩm mỹ, làm đẹp cho căn nhà. Trần thạch cao, trần nhựa không chỉ làm ngôi nhà của bạn đẹp hơn mà còn giúp chống ồn, chống nóng hiệu quả. Không những thế, trần thạch cao có độ bền và khả năng chống thấm nước cao nên dễ lau chùi, dễ dàng kết hợp với việc trang trí nội thất ngôi nhà, tạo cho ngôi nhà đẹp hơn. Bên cạnh đó, nó còn có tính cách âm, cách nhiệt rất tốt. Mặt khác, trồng cây xanh trên mái tôn cũng giảm thiểu được khá nhiều tiếng ồn của mái tôn vào mùa mưa. Một mái nhà phủ toàn cây xanh cứ ngỡ chỉ có trong phim thì nay nó đã có thể thực hiện nhờ hệ thống mái tôn chắc chắn cùng hệ thống cây trồng hợp lý. Ngoài ra, ngày nay có nhiều nhà lựa chọn trồng cây xanh trên mái tôn bởi chi phí của việc thiết kế khá rẻ mà nó cũng tạo được khung cảnh đẹp cho ngôi nhà. Nhưng bạn cần chú ý, khi vào mùa hè, thời tiết nắng nóng thì bạn cần tưới nước cho cây đầy đủ vì nhiệt độ cao, cây dễ bị héo và chết đi. Với giải pháp chống ồn này, bạn cũng tiết kiệm được một khoản chi phí chống nóng vào mùa hè cho gia đình. Giải pháp trồng cây xanh chống ồn này, gia chủ cần thực hiện chúng trước mùa nóng và mùa mưa bão, ít nhất một tháng, để cây có thời gian phát triển và cần chọn các loại cỏ cây dễ trồng. Ngoài ra, việc trồng cây trên mái tôn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của mái tôn.
nên bạn cần cân nhắc trước khi chọn giải pháp này. Vừa rồi, Magento đã chia sẻ cho các bạn 4 giải pháp chống ồn cho mái tôn vào mùa mưa hiệu quả. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp ích phần nào cho quý vị trong việc sử dụng mái tôn. Hiện nay, Magento chúng tôi đã và đang nhận thi công trọn gói hệ mái cho các công trình dân dụng, là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng giải pháp công nghệ và vật liệu mới vào thi công hệ mái Thái, mái Nhật. Trong quá trình thi công, chúng tôi lên thiết kế hệ mái, bóc tách và có các kỹ thuật viên giám sát hướng dẫn quá trình thi công lợp ngói. Nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào hoặc muốn tham khảo thêm về dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói của Magento, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 098-662-0675 hoặc truy cập vào trang web ngoilop.vn. Với đội ngũ lãnh đạo, nhân viên năng động, sáng tạo, giàu kinh nghiệm, có thể phục vụ quý khách hàng trực tiếp trên 63 tỉnh thành, Magento luôn tìm tòi những vật liệu mới, công nghệ mới nhằm đáp ứng chất lượng tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ mái công trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh YouTube của Magento để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! I'm joining.